chào anh em, xin chào các bác. Anh em đang theo dõi là một bơm ly rất khủng của dòng Yamaha, mã sản phẩm là A570. Đây là một con bơm ly Sitte 2 kênh AB+B. Có tính năng cơ bản đó là bát chép, lao lớt đầy đủ và đây là các đường tín hiệu và âm thanh. Con bơm ly này anh em có thể nhìn thấy là kích thước to, rất to cả bề ngang và bề sâu. Bên trong nó rất đặc chắc, con này bê rất nặng anh em ạ. Chút nữa tôi sẽ cho anh em xem nội thất, con này nhìn cực đã mắt luôn. Anh em cũng có thể nhìn thấy qua lớp tản khe tản gió này. Đó. Một hệ thống tản nhiệt hình chữ U, hai tụ lọc to, một cái nguồn to bao trùm cả một không gian đây. Đó. Giá con đơm ly này cửa hàng báo giá cho anh em rất vừa tiền thôi, 4 triệu đồng. Một con đơm ly to khỏe. Anh em có thể ghép vào những dòng loa của Nhật, nhất là dòng loa Yamaha hoặc là các dòng loa gấu Diatone, Onkyo, Sony 100V 240W series là 4087. Đó. Trở kháng từ 416. Hàng bãi zin luôn. Rất nặng anh em. Hình thức thì còn đẹp, mượt mà, sứt sát tí tí là có. Nhưng mẫu âm ly này tôi muốn hướng với anh em là nó là một con âm ly rất gấu nhưng giá vừa tiền. Đó. Còn nếu muốn đẹp nhiều hơn nữa thì anh em có thể lựa chọn những mẫu âm ly từ 7 triệu trở lên. Còn trong tầm tiền này nó còn tinh tươm như thế này là khá tuyệt vời rồi. Đánh AB cộng B. Âm ly này anh em có thể nghe đa thể loại nhạc, nhạc vàng, nhạc liên khúc, nhạc bát mạnh hoặc cả ghép vang hát karaoke. Con này ghép vang hát sẽ phê lắm anh em ạ. Tất nhiên là phải ghép vào những đôi loa chính hãng, loa karaoke hoặc loa nghe nhạc của Mỹ, của Nhật. Bởi vì nó cũng là dòng âm ly nghe nhạc.